đời này có những việc dù nhỏ ta làm mãi chẳng thành. Đến khi vận khí tốt hơn, những hoài bão lâu nay vẫn không thực hiện được. Gặp vô số chướng ngại là do đâu? Bản thân mệnh khải toàn không có tiền, không có danh tiếng chức vị. Tài cán không bao nhiêu, nhưng tâm hay tự đắc lại còn chấp ngã. Người có vận khí kém lại chấp ngã, tâm lượng hẹp hòi, việc thiện không làm lại làm bao việc ác. Vì thế, không thể gặp được thiện tri thức và cuộc sống vô vàn chướng ngại. Một người học thuật đến cảnh giới cao siêu vẫn phải chịu sự chi phối của nhân quả, của âm dương. Sẽ nhận ra không thể thay đổi được thọ mạng, thậm chí không thể giúp người phát tài nếu mệnh của họ không có tài khố. Đời này nếu những vị gặp chướng ngại, gặp đau khổ, xin đừng than trời trách người. Vì tất thảy do nghiệp đã trổ, có nghiệp nhân sẽ có nghiệp quả, quả rồi lại thành nhân, cứ như thế xoay vần. Nhân sẽ có gần có xa, nhân gần ta thấy biết, nhân xa xôi ta không thấy. Vì ta không có thiên nhãn thông để thấy. Ví dụ ta biết ngôi nhà của ta, người thân của ta từ khi nào hoạt động sinh sống ra sao, nhưng ta không hay biết vài trăm năm trước ai đã sinh sống ở nơi này. Mệnh ta cũng thế, ta không thấy biết được nhân xa đời trước. Muốn thoát khổ, chư vị tìm một pháp môn phù hợp. Dụng công tu sửa, sớm thì 3 năm thành tựu, chậm thì 5 đến 10 năm. Không hạ công phu tu sửa, sẽ sướng khổ họa phúc, đúng với sinh thần bát tự vốn có. Mình đang mong muốn những cái sự tu tập nó rút ráo hơn, nó siêng năng hơn. Nhưng mà trên cái sự nghiệp, trên cái con đường, trong cái cuộc sống của mình bị rất là nhiều cái chướng. Thế thì cái bài này giải thích vì sao mình bị chướng và làm thế nào để mình hết chướng. Rồi cuộc sống của mình khổ hay vui là do cái trí tuệ, do mình tích lũy những hạt giống này vào cái kho chứa. Nhưng mà cái kho chứa, cái a lại gia thức tiếng Phạn là tàn thức, cái kho chứa những cái hạt giống qua bao nhiêu kiếp của mình không chạm đến được là tại vì mình bị cái thức chấp ngã thì nó chặn lại rồi. Cái gương nó để lâu ngày nó mờ á, là không phải cái gương mờ mà do bụi bám nó mờ. Ngày nào cũng có nắng, ngày mà bị tối là do mây che. Sáu thức này, mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, thân của mình, nó chỉ có chức năng nó copy đưa vào cái bộ nhớ, nó không hề phân biệt. Mình ăn cái món đó mà hôm nào cái lưỡi của mình bị bệnh á, mình nếm cái món đó nó không ra cái vị. Cái lưỡi của mình nó nếm một cái vị trà, nó đưa vào bờ cuốn 7 vị lôi, nó phân ra một cái mùi vị thứ hai nó mới đưa vào cái kho chứa ở đây, nó mới trả ngược lại cái kết quả. Thế thì năm cái giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, thân của mình chỉ có chức năng là copy đưa bên trong. Sự giận dữ của mình không phải là mình nghe người đó chướng tai đâu, mà là do cái thức chấp ngã, cái thức thứ 7 nó coi nó là ông vua. Thế thì mình cần cái sự tu tập, mình cần thiền định để giảm cái ngã của nó lại, nó sáng hơn. Bây giờ mình khổ hay vui đa phần là do mình mê lầm bởi cái thức thứ 7, mà mình khổ hay vui là do cái số mệnh của mình nó có những cái hạt giống đó rồi. 2 năm nay mình đã thanh tịnh rất là nhiều tại vì mình tích lũy những cái hạt giống thiện vào cái kho chứa, nhưng mà mình vẫn còn nhiều hạt này chưa thể nào mà xóa hết được. Số mệnh, nghiệp từ đời trước mình đã có một phần sân hận, và đời này do cái huân tập trong cuộc sống của mình, do môi trường, do gia đình, những cái thói quen tốt của mình vẫn còn. Mình bị ảnh hưởng bởi số mệnh, mình bị ảnh hưởng bởi thói quen, cái nghiệp, và quan trọng là mình bị âm dương chi phối. Cái lời nói người khác không hay là chi phối, người ta khen mình cũng là chi phối. Thì 3 cái này nó khiến mình 9 phần khổ, 1 phần vui. Chúng ta mỗi ngày, mỗi hôm ăn ngày 3 bữa, thiếu một bữa coi đói là khổ. Thế thì 9 phần khổ, 1 phần vui. Mục đích của mình là tăng vui giảm khổ. 3 cái đề mục này
mà mình không khéo, hai cái này mà mình không khéo thì bây giờ âm dương mình gặp những cái sự việc mình gặp trong đời thường gọi là cái duyên á, thì nó luôn gây chướng đối với mình. Tại sao mình muốn dành nhiều thời gian tu tập, tại sao mình muốn làm lành, tại sao mình muốn những cái gì thiện á mà mãi chưa được? À, mình đã dành thời gian đi lên núi Yên Tử, dành 3 ngày tu tập làm đạt được một cái thành tựu nhỏ. Nếu mà có chướng là không đi được đâu. Khổ vui nó sinh ra chướng, vui nhiều quá không kiềm chế được cũng sinh ra chướng, cái gì nó cũng sinh ra chướng. Vì nó nghiệp chướng là cái thói quen không tốt của mình, nó tự chướng bên trong của mình, do thân, do miệng, do ý. Cái người dễ nóng giận, từ ý sinh ra thân và sinh ra miệng. Ví dụ mình nóng giận quá mình đập đồ, mình nóng giận quá mình muốn chửi, thì nó thông qua 3 nghiệp này, mình sửa 3 nghiệp này thì sao? Nó giảm đi cái giận, còn lại cái vui. Mình giảm đi những cái nghiệp không tốt thì mình tích lũy cái nghiệp tốt vào, thì bây giờ sau một thời gian nó sẽ báo lại. Dĩ nhiên rằng trước đây mình tạo những cái không tốt thì nó báo những cái không tốt, nhân nào là quả đó. Nhưng mà mình hiểu cái phương pháp, mình tạo cái nghiệp tốt thì nó báo cái nghiệp tốt. Ngũ ấm ma là 5 con ma bên trong mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, thân, vốn nó không phân biệt. Ba mẹ mình la mình mắng mình, sau này cũng la cũng mắng, mà mình hiểu, mình thông cảm mà mình không có giận. Người ta mắng tiếng Tàu, tiếng Tây mình không có biết, không có giận. Nếu mà 5 con ma này á mà mình điều phục được, chủ yếu là cái thức thứ 7 mình điều phục được, thì mình không sinh ra phiền não. Hai cái này là 2 con ma bên trong, phiền não ma, không nghe, muốn nghe lời ngon ngọt, muốn nhìn cái đẹp mà giờ nhìn xấu quá khó chịu, và nghe lời mắng chửi cái mình sinh ra phiền não. Thì bây giờ thiên ma là những cám dỗ bên ngoài, mình không điều phục được. Ví dụ trước đây mình thích tiệc tùng, mình thích nhậu nhẹt trước đây, và bây giờ sau một thời gian rồi mình đã ngắt gần hết cái hạt giống tiệc tùng rồi. Bao nhiêu cám dỗ bên ngoài, bạn bè có dụ có đủ kiểu nào mình cũng không, là mình cắt hết những cái chủng tử trong cái kho mình cất đi rồi. Tứ ma trong kinh Bát Đại Nhân Giác: ngũ ấm ma, phiền não ma, thiên ma và tử ma. Tử ma có thân có bệnh, tạm gọi là vô thường á, nó luôn theo một cái vòng. Thì mình nói là cơ thể của mình hoặc là tâm tư của mình bệnh là do cái gì? Do thể chất. Mình muốn khỏe thì mình phải dưỡng sinh qua tập thể dục và qua ăn uống, nhưng mà bác sĩ không chữa được thọ mạng. Oán gia và bệnh nghiệp, 3 cái bệnh chính. Bệnh cơ thể, thể chất thì mình dưỡng sinh, dưỡng thân và mình đi tìm bác sĩ. Nhưng mà bệnh oán gia thì mình chỉ có sám hối. Oán gia là một trong những nguyên nhân gây chướng lớn nhất. Mình muốn làm cái việc gì đó mà mình bị mãi ngăn che, không thành tựu được. Muốn đến giờ đọc kinh đi, muốn đến giờ đi chùa, muốn ăn lạc ăn chay nhiều hơn, tự nhiên có người nhà nói á, bài đặt ăn chay, nó ví dụ thế thì sao, rồi nghe rất là chướng. Thì đó là sao? Đó là oán. Nhân có gần có xa, mình biết được người thân của mình, ngôi nhà của mình từ khi nào, nhưng mà xa hơn mình không biết. Mảnh đất ở ngôi nhà của mình trước 100-200 năm mình không biết. Thì ngày tháng năm sinh của mình là cái nhân xa xôi, mình không thấy được. Người có khả năng thiên nhãn thông sẽ thấy được. Người học về thuật số sẽ thấy được. Mà tạm hiểu là nhân nó chỗ thành quả. Thì bây giờ đời này mình mong muốn đạt được một cái điều gì đó mà mình nghĩ là tốt lành, mình cố gắng nỗ lực nó vẫn chưa đạt được, là mình bị oán. Nghiệp là vẫn là những cái thói quen tạo 3 cái bệnh này: bệnh thân đi tìm bác sĩ, oán gia là mình phải biết sám hối, bệnh nghiệp thì mình phải nhất tâm mình tu sửa. Chỉ có mình mới tu sửa được, không ai tu sửa giùm. Mẹ có đem đến một cái
củ nhân sâm này nó bổ lắm, ăn tốt cho con. Chính mình phải tự ăn và cơ thể của mình phải tự hấp thu những cái chất đó. Thế thì những cái việc mà mình chưa làm được đa phần rớt vào hai cái này, quán hoặc nghiệp trước đây. Gặp rất là nhiều người muốn làm một cái việc gì đơn giản thôi mà gặp rất là nhiều cái chướng, chướng kinh khủng luôn, không hoàn toàn không được. Ví dụ về Quân đi, Quân còn trẻ, Quân kiếm được rất là nhiều tiền, kiếm được vài tỷ là chuyện bình thường. Đến khi dồn hết bao nhiêu năm tiền bạc đó vào một cái dự án lớn, từ cái dự ngay cái năm đó là gặp hàng chục hàng trăm cái chướng. Mỗi một cái sự việc á là bị chậm trễ nửa tháng một tháng, kéo dài nguyên một năm. Thì mình hiểu là những cái chướng đôi khi mình không biết từ đâu, thì tạm hiểu là oán là cố ý hoặc là vô tình. Mình giận dữ, mình nói một cái câu gì đó mà người ta hiểu lầm là vô tình. Mình nói là tôi không thích ai khoe xe cộ trên Facebook, nhưng mà bao nhiêu người không thích, tự nhiên cái nhột, tự nhiên cái oán, đó là vô tình. Thế thì sám hối hay là cầu nguyện hay là làm việc gì trong cuộc sống cũng có. Mình là ai, đối tượng, mong muốn việc gì ở đâu. Con xin tất cả những oán gia trái chủ trong vô lượng kiếp con đã vô tình hay cố ý gây tổn hại đến chư vị, xin chư vị buông xả hết những nỗi oán giận cũ, không còn theo con trong vòng luân hồi, chư vị tìm đường về thế giới văn minh. Mình bước đầu á là mình nhận lỗi, bước sau á là mình xin họ đi. Giống như là có người hàng xóm hoặc người bạn cũ hồi xưa hiểu nhầm cái gì đó, bây giờ mình mang một cái cây qua mình nói dạ em có làm gì anh chị không hài lòng, xin chị bỏ qua. Người ta rộng lòng, người ta cho qua. Thế là đó là oán gia, là mình phải biết sám hối. Còn nghiệp thì tự bản thân của mình phải xem là con mình có những cái nghiệp gì không tốt để mình sửa. Sửa bằng cái cách nào? Hạt nó cần đất, nước, gió, sự chăm sóc của con người là trợ nhân. Mình muốn trồng hạt cam mà mình không muốn trồng hạt sầu riêng nữa, thế thì mình đừng có trợ duyên cho hạt sầu riêng nữa. Mình đừng có trợ duyên cho những sự nóng giận của mình nữa, thì một thời gian sau nó sẽ bị hoại. Nếu mà một hạt mình để nó không, nó cần phải thổ dưỡng. Nếu mà mình bỏ vào một cái hũ thủy tinh 100 năm nó cũng không có thành quả. Thế thì mình phải tự hiểu, tự quán xét lại nghiệp của mình là gì để mình sửa từ từ. Thì bước đầu nghe pháp thoại, ngồi thiền là bước đầu dẫn mình vào cánh cổng để tu tập, chưa bước lên được nấc thang đầu tiên. Cần một thời gian, cần công phu. Bước đầu để giảm đi những cái chướng trên cái con đường mà cải tạo vận mệnh của mình muốn giảm đi cái chướng thì chắc chắn rằng mình phải biết sám hối. Bước thứ hai là mình khấn nguyện, nguyện những cái điều lành. Mình luôn nương vào bên trên, ngồi còn phải nương vào cái ghế. Thì tất cả mình nương vào bên trên, nhưng mà với điều kiện là mình phải giảm chướng và mình phải biết sám hối. Một người nhân viên của mình, họ đang rất là giận, đang rất là chướng. Mình đưa một cái ly nước mát đó, uống đi, uống xong là hết giận liền. Họ không có chịu, tại vì họ đang sôi lên mà. Thì bản thân mình cũng vậy, lúc mà mình đang bị chướng, lúc mà mình đang sân giận á, người thân của mình không dám lại gần. Ở bên trên, ân trên mà thấy được cũng không có giúp mình được, tại vì lúc đó mọi thứ mình gạt ra hết. Nhưng mà khi mình bình tâm trở lại rồi thì mới giúp được mình. Thì cái việc khấn nguyện là cái sự kết nối. Hai cái bước này giúp cho mình thuận lợi hơn để giảm cái chướng, vẫn chưa thành tựu. Muốn thành tựu tiếp theo, nghe giảng kinh giúp cho mình tâm mình mở hơn. Ví dụ, cái gì là đức năng thắng số, làm sao để nhẫn nhục, thì mình phải hiểu là những lời trong kinh giúp mình khai thị. Sau một thời gian mình nghe được, mình hiểu được, mình quán xét văn tư tu. Văn là văn tự, tư là tư duy, và chính mình phải tu tập thực hành. Thực hành là một cái bước vô cùng quan trọng.
với điều kiện là mình có cái phương pháp, mình có cái chuyến xe đủ công phu rồi, mình tạo gì? Mình tạo nghiệp thiện, mình không còn tạo nghiệp bất thiện nữa. Mà ngay cả trong cái quá trình này mà mình đạt đến cái bước sám hối là coi như là ít nhiều gì là mình đã thành tựu rồi. Mình nhận ra rồi, mình đã tự thành tựu. Thì dần dần cái từ trường mình tương ưng toàn là từ trường lành. Giờ mình nói là vô thường là cái gì? Ai cũng nói vô thường. Vô thường, vạn vật từ duyên hợp thành, đều là tạm có chứ không mãi có. Cái bàn, cái nhà, cái ghế, cái viết, bản thân mình cũng là từ thân tứ đại, thì nó gọi là cái vòng luân chuyển của vô thường. Vô ngã, cái thức này nó coi nó là ông vua. Cái thức thứ bảy có một cái bài riêng về duy thức học, nó coi nó là ông vua, nó che đi hết sáu cái thức này. Nó coi nó là chủ tể, nói đúng danh từ chuyên môn là chủ tể, còn nói dễ hiểu hơn là cái ngã, nói thực tế hơn là cái tôi. Vạn vật không có cái gì cá biệt đứng độc lập được một mình. Cái bàn này gỡ cái chân không còn là cái bàn. Cái thân của mình, đất nước gió lửa, không có cái nào làm chủ. Và cái quả địa cầu này cũng nương vô những hành tinh khác xoay. Thế thì khi mà mình nói tôi phải như vậy là cái thức này nó làm mình ảo tưởng, không có cái ngã. Thì mình hiểu được phương vô ngã là không có cái tôi. Không có tôi thì làm gì có tôi khổ, không có tôi thì làm gì có tôi giận. Thì cái giận này là do cái sự mê mờ của cái thức thứ bảy. Đạt được, ứng dụng được vô thường và vô ngã vào cuộc sống một cách nhẹ nhàng rồi, mình sẽ có niết bàn. Vắng mặt phiền não là niết bàn. Nhưng mà hãy cẩn thận, khi mà mình chưa đủ công phu, mình có học nhiều lý thuyết, nhiều cái nghe giảng kinh đi chăng nữa, mà mình không có khéo á, là mình không có hợp cơ, khế lý và khế cơ. Lý là lý thuyết, cơ là cái sự việc. Có chùa đó thì không giới hạn thấp nhang, có chùa đó thì vào chỉ một cây nhang, và có chùa là không cho thấp nhang. Mà Phật pháp mình thấp nhang là cái hương của cái tâm mình, nên không có quy định cụ thể. Mình đừng có nghĩ rằng chùa này cho thấp mà tại sao chùa kia không cho thấp. Ngay cả cái việc cầu an cầu siêu cũng có, không có trong kinh Phật không có ghi. Chỉ là lịch sử Trung Quốc vào cái đời nhà Minh á, thì một cái vị vua cho xây nhiều cái miếu, cái chùa để cầu an cho những cái chiến binh siêu thoát. Thì từ đó mới ra cái tục lệ là cầu siêu. Mình không chấp nhận cái việc đó, mà giờ bây giờ chùa nào cũng có cầu an cầu siêu cúng sao. Thế thì mọi người nói cái việc đó là đúng thì mình nên thuận theo, đó là hợp với thời. Mà hợp với sự, hợp với thời quan trọng hơn là hợp với lý nha. Tại vì mình đồng thuận với những người sống chung quanh với mình là. Thì trong 2 năm qua, mình có thể nào mà mình chia sẻ về cái phương pháp thực hành của mình và cái sự tiến bộ của mình như thế nào trong vài năm qua. Từ khi mà em bắt đầu mà tu tập á, thì cái mà có tiền rõ nhất mà em thấy tự hào nhất là ví dụ là nguyên một cái cuộc sống hàng ngày của em đã thay đổi hoàn toàn. Nó không còn mất trật tự nữa, không còn lộn xộn, lộn xộn nữa. Là sinh hoạt hàng ngày. Đúng. Trước đó thì sao? Trước đó thì rất là lộn xộn. Dậy rồi ăn. Đúng rồi. Ví dụ chơi. Em lại lúc 9-10 giờ sáng. 10 giờ sáng rồi ăn thức thì ví dụ như tối thì ăn, xong rồi chiều với tối 2-3 giờ lại đi ăn. Xong tối khi thức ra ngoài đường ăn gì lại ăn. Cái thức coi phim hay thức làm gì cái làm cái đó vậy thôi. Nói chung là nó rất là lộn xộn. Và em thấy bây giờ có hơn cái là cái tất cả những cái sinh hoạt hàng ngày của em á đều thay đổi một cách mà em không nghĩ là mình sẽ tới lúc này. Tức là bây giờ em đã dậy lúc 5 giờ sáng và ngủ lúc 9:30 giỏi à. Giỏi à. Và em bây giờ có 2 thời thiền. Một là 5 giờ sáng, 2 là 9 giờ trước khi ngủ.
là đều có hai thời thiền. Và em tập cho mình cái thói quen luôn là từ 5 giờ sáng tới khoảng sau khi mình ăn sáng xong lại không dùng điện thoại. Là mình sẽ không dùng điện thoại luôn, tại vì mình nghe rất là nhiều. Nói chung là điện thoại rất là hại. Và khi nào nói chung cái khoảng thời gian đó cũng chẳng có việc gì mà mình phải cần tới điện thoại hết. Nên thôi mình cứ bỏ điện thoại qua một bên đi, mình dành hết tất cả một khoảng thời gian sáng bình minh nè, rồi ngồi uống ly trà, ly cà phê. Trời, thật sự trước mình đâu biết được những cái đó nó hay đâu, bây giờ mình thấy nó hay tuyệt vời. Nhưng mà từ khi cái lịch sinh hoạt cá nhân đổi là như vậy thì về công việc thì như thế nào? Và em thấy một cái nữa là thật sự là cái trí tuệ của em này tăng. Em cảm giác nó tăng và nó thèm học hỏi đến mức độ mà em bây giờ em thấy em không biết cái gì. Nói chung ở ngoài kia, nói chung là tất tần tật mọi thứ kia nó quá nhiều thứ để mình còn phải học. Và quay lại mình giống như là một cái kẹt quế nhỏ trên sa mạc. Mình kiểu mình giờ mình kêu đi chỉ dạy mình nó còn thiếu sót rất nhiều thứ luôn. Mình nói chung là kiểu, nhưng mà có cái mình là đủ tự tin để làm vận hành đời của mình. Chứ nó không còn như lúc trước là kiểu mình bị thiếu kiến thức, mất phương hướng. Đúng, chính xác, mất phương hướng lúc trước. Bây giờ mình còn biết là mình phải làm cái gì cho tương lai, cho ngày mai, cho hôm nay, mình biết hết. Mình cuộc sống đó nó happy hơn, vui vẻ hơn. Nhưng em biết là ví dụ mình có một điều nữa khi mà như vậy á, em luôn luôn biết là em vẫn còn vướng mắc những cái gì nữa. Lúc trước em không biết. Tức là nó hay, em cảm nhận cái trí tuệ này nó hay một cái là nó luôn luôn biết cái gì không nên làm nữa. Và nó nhận ra luôn luôn cái lỗi sai của mình ngay tức. Và nó bắt ép mình phải, nói chung là nó lúc nào nó phải thôi thúc mình phải cải sửa liên tục. Chứ nó không có như lúc trước là mình giống như là bị mờ, gọi là vô minh đó. Mình giống như là mình cứ làm, mình không có biết cái gì được gọi là đúng, được gọi là sai hết. Nhưng càng ngày thì càng em càng ngồi thiền, càng ấy, càng nghe kinh, càng ấy thì càng thấy tất cả mọi thứ mình chỉ cần một lời nói của mình, một hành động của mình thôi là vừa nói xong rồi chết, sai rồi kiểu như vậy. Chứ lúc trước không có, nó nói vậy á. Nếu vậy thì đã thấy được cái sự tiến bộ hay là chiến thắng ở đây là chiến thắng nội tại bên trong của mình chứ không phải chiến thắng với ai. Đúng, mình đã sửa đổi lại được đúng theo cái phương châm là tu sửa hành vi, chứ mình không có muốn là đạt cái này đạt cái kia, là mình không muốn chiến thắng với ai. Thì cái mục đích đầu tiên, hoặc là anh chia sẻ với mọi người theo cái phương pháp đơn giản, mình giảm nghiệp, mình làm nhiều việc lành, cái từ trường sẽ tương ưng với mình, từ trường lành. Cái điều đầu tiên là mình sửa những cái thói xấu, những cái tật xấu bên trong của mình. Mình sửa được rồi, cái thứ hai là mình không thấy lỗi của người khác. Mình không thấy lỗi của người khác, mình là niết bàn rồi, đạt đến niết bàn an vui tự tại rồi. Còn cái việc mà mệnh có tiền á là sẽ có tiền, còn mệnh không có tiền, xin lỗi, đi ăn cướp cũng không có tiền. Trong cuộc sống có nhiều người anh thấy được thực tế là thay đổi được cái số mệnh. Vận này đối với mình là cái vận cực đoan, tí ngọ mão dậu là cực đoan. Mình tuy rằng có cái chữ tốt, mình là người khéo thu phục lòng người, 9 trên 10 người có cái chữ tốt á đều có những cái mật mã rất là kỳ diệu, trong đó là khéo giao tiếp và thu phục lòng người. Ví dụ như anh Tiến Lục hay là cái thầy Lê Long Sơn của bên Asian 2, nhiều người như vậy. Nhưng mà cạnh của mình đi theo là cái chữ ngọ, nó quá cực đoan đi. Mình đang trong cái vận dậu, tí ngọ mão dậu là bốn cái mật mã cực đoan, thì cái tính cực đoan của mình nó tăng lên nữa. Nhưng mà ít nhiều gì trong những năm nay mình đã giảm xuống được rồi, thì xin lỗi, qua cái vận sau quá sẽ không còn nhiều ảnh hưởng bởi số mệnh nữa. Mình đã điều phục nhưng với điều kiện là mình phải dưỡng. Đúng rồi. Còn mình không dưỡng thì nó cũng sẽ trở lại. Thì cái phương pháp rất là đơn giản, tìm một cái phương pháp phương tiện phù hợp, thực hành.
thì những lời trong kinh là những lời trực chỉ thẳng nhất để mình hiểu rõ được cái hành động, cái lời nói qua ba nghiệp thân nghiện ý để mình chỉnh sửa từ từ. Khi mà mình chưa đạt được một cái việc gì đó thì mình nên biết là mình chưa đủ công phu, mà mình đủ công phu rồi mình sẽ đạt được. Còn nếu mà mình làm hoài mình không được, đôi khi mình không đủ công phu lẫn mình sai phương pháp. Phương pháp đây là phương pháp với mình chứ không phải là phương pháp với người khác. Ví như là Bát Nhã Tâm Kinh có giảng giải thời kỳ đầu của Phật Pháp, Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, 12 nhân duyên, đó là những cái liều thuốc cho cái người giảm đi cái sự tham sân si. Mình bị bệnh, mình uống thuốc xong rồi, hết bệnh rồi, mình đâu cần dùng đến cái thuốc đó nữa, đúng không? Thì bước đầu ngồi thiền là cần thiết, không ngồi thiền khó thanh tịnh lắm, nhưng mà ít nhất là phải ngồi thiền. Mà sau cái bước ngồi thiền rồi, ngồi mãi nữa cũng không giác được, mình không hiểu, nó đâu có vô cái tạng thức, là rất khó chạm đến cái kho chứa này của mình bằng ngồi thiền, trừ khi là mình nhập định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Còn bình thường đời sống hàng ngày của mình rất là khó, nên cái phương pháp đơn giản nhất là mình nghe giảng kinh, mà ý ngoài lời kinh. Thầy có đức độ, có trí tuệ, thầy giảng một câu nó ra nhiều ý. Mình đọc Hán Việt đó là nó được có một ý thôi, thầy giảng ra nhiều ý, thì con đường mình đang đi là cái con đường chính xác. Mình không còn màng tới số mệnh nữa, mình đang cố gắng thay đổi cái nghiệp là mình thay đổi cái số mệnh. Giống như Lễ Phạm Tứ Huấn là người thay đổi số mệnh, thì mình hiện tại mình là ít nhiều gì thay đổi được rồi, nên cố gắng anh hy vọng mình dưỡng cái đó, dưỡng cái sự tu tập, dưỡng cái sự làm lành của mình, biết đâu sau này mình dạy lên rất là nhiều. Mỗi người có cái cơ duyên khác nhau. 30 tuổi, em luôn hay nói bản thân 30 tuổi, đúng là 30 tuổi. 30 tuổi là một cái gì đó mà giống như là sống lần thứ hai, thực sự chính xác. Là 30 tuổi, từ 30 này em có một cái lý tưởng sống nó rõ ràng, nó nói chung là nó rõ ràng, nó chi tiết cho cả cuộc đời của mình hơn. Nó không còn như là như lúc trẻ, đúng là lúc trẻ người ta hay nói. Em nghe rất nhiều những cái mình, ví dụ như những cái kênh như là Bạn Bè Chi Thức, hay là những cái cuốn sách người ta đọc, người ta ví dụ như người ta nói trong khoảng cuộc đời 20 tới 30 tuổi là nguyên khoảng cuộc đời đi tìm một cái lý tưởng sống, nhưng mà chơi vơi giữa biển đời á. Nói chung là em thực sự rất là may mắn, thực sự là may mắn, nhưng may mắn khi mình tìm thấy được một cái lý tưởng sống mà mình theo nó. Và thấy nói chung là bây giờ em cũng rất là vui, nói chung là có cũng được, không cũng chẳng sao, chủ yếu là những cái trải nghiệm của mình, những cái bản thân của mình nó hoàn thiện hơn thì nó là khá bình thường. Cái này hôm bữa anh giải thích chưa? Chưa. Rồi, cái này dành thêm 5 phút, cái này cũng ngắn thôi. Dạ. Bồ Tát Hạnh hay còn gọi là